Ủa đúng rồi đó. Nay chị vẽ quát tơ cô lo nha, vẽ dạng màu nước nha, mà vẽ trên vải nha, chứ không phải vẽ trên giấy nha. Vẽ trên cái vải khăn tròn cổ nè, mỏng tang nè, mỏng xuyên thấu luôn nè. Cái như vẽ cái dạng này á, mà không không biết cách diễn tả, hay là mình không biết làm đúng á, là nó cũng không được, không đẹp, ví dụ vậy đó. Không, mới mới học thì vậy là tạm tạm ổn rồi, Vậy là vừa ý mới rồi đó. mới mới có buổi học đầu tiên mà, vậy đó thôi, để vậy đi cũng cũng tạm ổn rồi. Vậy là mừng quá. Tại cái này là cái dạng watercolor, dạng là dạng màu nước, watercolor và vẽ là dạng màu nước loang 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 đó, nhưng nó loang 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 ra, nó không có theo khuôn khổ, nó loang loang ra vậy đó. Vậy là thành đầu tiên rồi, được 5 điểm đó, 5 điểm rồi, trung bình đi, rồi hình sao đẹp hơn, hình sao đẹp hơn ha. Rồi giờ chị cứ làm lại cái quy trình, mà trước khi làm chị nhớ chuẩn bị keo pha vô cho nó mềm màu đi ha, chị coi cái màu nào đặc quá chị chuẩn bị hết đi, để khi chị làm á chị đừng có mất công mất thời gian, nhưng mình phải chỉnh chu vấn đề đó. Chị kiểm tra hết cho việc đi, cần màu nào mà cô đặt là chị cứ pha keo ra để sẵn đó, khi mình cần là mình chấm mình ra liền, chứ mình đang làm cái tự nhiên cái keo bị đặt quá, cái còn nọ ngồi quậy keo không, cái nó mất cái công đoạn mình. Không, cái thể loại này nó lạ, nếu mà mình vẽ thể loại này nó áo dài á, áo dài trắng á, nó cũng hay lắm á. Ừ, nay nhờ chị mà mình bị có cái cơ hội để làm cái thể loại này, chứ cái thể loại này cũng ta vẽ trên giấy không à. Cái loại watercolor này chủ yếu là cho mấy em mỹ thuật là vẽ trên giấy thôi, mà vẽ trên vải nó khác, nó đầy chất liệu mình nó khác, nó không có nó đơn giản như vẽ trên giấy được. Mà vẽ lên áo dài là càng rắc rối, mà vẽ lên khăn tròn cổ mỏng như vậy là càng rắc rối nữa, vẽ không khéo là cứ ngắt luôn á, nhiều lớp quá ví dụ như vậy. Mà yên tâm đi, mà mình mềm lắm, đừng có lo ha. Yên tâm đi, lát nó khô rồi mình có thể lấy ra mình thử nghiệm coi bị cứng không, mà bị dày không, cho chị tắt nhiều lớp cũng không sợ đâu, mạnh dạn tắt đi. Rồi tóc đẹp rồi đó, lông lông đẹp rồi đó, lông đẹp hơn nhiều rồi. Giờ tới cái mặt ha. Cái răng nó Rồi rồi đó, em coi cứ em cứ làm từng 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 mảng là không bị rối. Ví dụ em đang làm cái mảng đó, xong cái tiếp tục làm mảng cái bên là không bao giờ sợ rối. Chứ còn mình làm đây xong cái mình chọt lên chỗ khác cái mình bị bối rối liền á, dễ bối rối lắm. Tóc thì nhìn thần sầu hôm bữa nhiều rồi, ok rồi. Cái lông, cái lông lông cái đầu nó đang bay bay bay, diễn tả làm sao nó đẹp. Cái chỗ này rồi.